Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện Nam, tải ngay Avezac. Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2. Trong tuần này, ta sẽ cùng nhau chuyển sang một chủ đề mới. Unit 10 at the zoo. Chúng ta hiểu, cụm từ này có nghĩa là ở sở thú. Như vậy các em có thể đoán được từ zoo này có nghĩa là sở thú phải không nào? Và ngày hôm nay, video của chúng ta sẽ tập trung vào Lesson 1. Các em hãy mở sách giáo khoa trang số 43 giúp cô nhé. Như các em có thể quan sát, thì bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm có 2 hoạt động. Và ta sẽ bắt đầu bài học với hoạt động số 1. Activity number 1. Listen and repeat. Hãy nghe và nhắc lại. Bây giờ, hãy cùng cô quan sát vào bức hình lớn ở sách giáo khoa nào. Các em có đoán được bốn bạn nhỏ này, bốn nhân vật này đang ở đâu không? À, các bạn ấy đang ở một sở thú các em ạ. Đây chính là cánh cổng của sở thú và đây là phần bên trong sở thú này. Ở bên ngoài, nơi mà các bạn ấy đang đứng chính là lối đi, ngăn cách với lối đi và bên trong khu vực của các loài động vật, đó là một cái rào chắn. Và ở bên trong này thì ta thấy có 3 con vật, có 2 con ngựa vằn và 1 con là con bò u. Và nếu như bạn nào mà chưa biết con bò u là gì thì cô sẽ giới thiệu qua cho chúng mình một chút nhé. Con bò u này nó là một cái giống bò mà thường sinh sống ở các khu vực Nam Á, ở các đất nước chúng ta thấy rất phổ biến con bò u này, ví dụ như là Ấn Độ, Pakistan và một số nước ở khu vực châu Phi các em nhé. Rồi, đó là giới thiệu qua cho chúng ta về con bò u một chút. Còn ngựa vằn thì cô nghĩ là đa phần các bạn đều được nhìn thấy ở trong đời rồi, phải không nào? Không chỉ ở sở thú chúng ta mới có thể nhìn thấy con ngựa vằn này, mà tại một số khu du lịch chúng ta cũng rất dễ dàng bắt gặp chúng, đúng không nào? Và bây giờ, mình sẽ cùng nhau đến với phần phát âm và phần từ vựng nhé. Trong chủ đề số 10, ta sẽ được tìm hiểu về chữ cái Z, hay nó còn có một cách phát âm khác, đó là chữ Z. Và cách phát âm trong từ của chữ cái này đó là z. Được chưa nào? Bây giờ ta sẽ học cách phát âm trong từ của chữ cái này thông qua 3 từ vựng. Đầu tiên, zoo. Từ này thì cô đã giới thiệu cho chúng ta từ đầu bài rồi. Nó có nghĩa là sở thú. Tiếp theo, zebu. Con bò u. Và cuối cùng, zebra, con ngựa vằn. Cô nhắc lại cho chúng ta 3 từ này một lần nữa nhé. Zoo, sở thú. Zebu, con bò u. Zebra, con ngựa vằn. Và bây giờ, hãy cùng cô nghe đoạn băng ghi âm mẫu của sách giáo khoa 2 lần trước khi chúng ta nhắc lại nhé. Bây giờ là lần nghe số 1. Unit 10. At the zoo. Page 43. Lesson 1. Activity 1. Listen and repeat. Zed. Z. Zoo. Zebu. Zebra. Chúng ta đến với lần nghe số 2. Unit 10.
At the zoo. Page 43. Lesson 1. Activity 1. Listen and repeat. Zed. Z. Zoo. Zebu. Zebra. Bây giờ, hãy cùng cô nhắc lại từng chữ cái và từng từ vựng trong bức hình này nào. Unit 10. At the zoo. Page 43. Lesson 1. Activity 1. Listen and repeat. Zed. Zed. Z. Zoo. Zoo. Zebu. Zebu. Zebra. Zebra. Ở lần nghe tiếp theo, cô sẽ bật lại đoạn băng ghi âm cho chúng ta và dừng lại ở từng từ. Các em sẽ tự mình nhắc lại theo các từ này của sách giáo khoa nhé. Unit 10. At the zoo. Page 43. Lesson 1. Activity 1. Listen and repeat. Chúng ta bắt đầu nhắc lại này. Zed. Z. Zoo. Zebu. Zebra. Vừa rồi mình đã thực hành nghe và nhắc lại xong cả ba từ này. Bây giờ hãy cùng cô ôn tập lại nghĩa của các từ. Zoo, sở thú. Zebu, con bò u. Zebra, con ngựa vằn. Và để luyện tập nhiều hơn với các từ vựng này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động số 2. Point and say. Hãy chỉ và nói. Trong hoạt động số 2 này, ta vẫn dựa vào nội dung của bức hình trong bài tập số 1 để cùng nhau luyện tập các từ này. Đối với hoạt động này, chúng ta sẽ chỉ vào bức hình hoặc chỉ vào từ và phát âm từ đó lên. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập về phát âm của ba từ này một chút đã nhé. Zoo, zebu, zebra. Và bây giờ, hãy ôn tập nghĩa của các từ này nào. Zoo, sở thú. Zebu, con bò u. Zebra, con ngựa vằn. Vừa rồi, cô đã cho chúng ta ôn tập theo đúng thứ tự mà chúng ta được gặp trong hoạt động số 1. Và đối với hoạt động số 2 này, các em hãy cố gắng là đảo trật tự của cả ba từ này đi. Chúng ta đừng đọc theo thứ tự cũ nữa nhé. Bởi vì mình đọc theo thứ tự cũ thì chúng ta cũng chỉ gọi là học thuộc lòng, học vẹt mà thôi. Và chúng ta không hiểu thực sự là các từ đó nó là gì. Vậy để cho chúng ta luyện tập tốt hơn và luyện trí nhớ tốt hơn, các em hãy đảo vị trí của ba từ này. Chúng mình không chỉ theo thứ tự là zoo, zebu, zebra, mà ta có thể chỉ zebu hay là zebra trước, đầu tiên, được chưa nào? Bây giờ, hãy luyện tập một chút với cô nhé. Cô sẽ chỉ vào bức hình và các em sẽ phát âm từ đó ra. Sau đó, cô sẽ công bố đáp án. Chúng ta đã sẵn sàng bắt đầu phần luyện tập chưa nào? Ok, chúng mình cùng nhau bắt đầu nhé. Từ đầu tiên của cô sẽ là
Đáp án sẽ là gì nhỉ? À, đáp án của chúng ta là zebra. Zebra, con ngựa vằn. Từ tiếp theo. Đáp án đúng là gì nhỉ? Zoo. Zoo, sở thú. Và cuối cùng. Đáp án sẽ là zebu. Zebu, con bò u. Tương tự như những gì mà cô đã gợi ý cho chúng ta, thì các em hãy tự luyện tập hoặc luyện tập với một người bạn của mình để cả hai cùng cải thiện các từ vựng mới của chúng ta một cách nhanh hơn, được chưa nào? Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.